Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống ở Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Trạng, tiếp tục chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một lô mai bonsai để bàn cô chú anh chị ha. Dạ lô mai hôm nay thì cũng có khá là nhiều loại giống nha quý cô chú. Kính mong cô chú anh chị mình luôn yêu thương, ủng hộ kênh, ủng hộ cho chỗ của anh Trạng luôn ạ. Dạ lô mai hôm nay đa số là hàng bonsai đế đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Đế nôm, đế quái nha cô chú anh chị. Có không? Bữa nay mình có cúc lọ hương nha quý cô chú ha. Với lại một số cây mai dảo chuông nha cô chú anh chị. Và mặt bông dảo chuông thì ở những clip trước em có quay review mặt bông tại bãi kiển của anh Trạng ha cô chú. Bông đẹp và đáng sưu tầm luôn ạ. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị mình vào xem bếp giới thiệu mai hôm nay của bài kiển anh Trạng cô chú anh chị ha. 26. Em xin chào anh Trạng ơi. Rồi, chào Phương ha Phương. Chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang. Rồi hôm nay em giữ lô mai để bàn anh chị. Đủ loại luôn. Thì kính mong cô chú anh chị ủng hộ em nha. Nói chung là hôm nay giá rẻ anh chị. Thì cũng như clip trước anh chị thì mỗi cây thì em sẽ tặng cho anh chị mình một cây quán rễ ha anh chị. Quán rễ ghép cúc thọ hương rồi siêu bông Sài Gòn đó, tỷ tỷ cũng như mình chỉ lựa ha. Rồi mã số này mã số 26 anh chị. Dạ bữa nay thì cũng mua một tặng một luôn anh ha. Một tặng một luôn, mà cây tặng là cây gốc cánh rễ nha. Dạ. Rồi cây này là cây giáo cánh tròn. Dạ giáo cánh tròn ghép được hai bo đế cũ nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 26. Dạ cây giáo cánh tròn em xin số đo luôn ha. Rồi, này hoành 13. Dạ. Chiều cao 42. Tàng ngang 50. Rồi mã số 26 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000đ. Dạ bánh tròn ha. Rồi, 450 ha cô chú anh chị. Mã số 27. Cúc tây thi. Dạ. Cái này mình ghép cũng được 4 bo nha cô chú anh chị. Cái hoành không có lớn lắm nhưng mà cái dáng nó khéo nha cô chú anh chị ha. Rồi em xin số đo luôn ạ. Rồi củ đế này là 20. Này hoành chắc 9. Chiều cao 45. Tàng ngang 45. Rồi mã số 27 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 anh chị. 350. Rồi mã số 28. Rồi, 28 là cây giáo thơm nha anh chị ơi. 28 một cây giáo thơm. Cái này về cô chú anh chị mình có thể lấy bo được liền ha. Cây ghép 3 bo anh chị. Rồi, đế cũ nở luôn ạ. Giáo thơm nha. Rồi, em xin số đo luôn ha. Rồi, cái cũ này là 22. Cây hoành 13. Chiều cao 50. Tàng ngang 48. Rồi, mã số 28. Cây giảo thơm này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000. Dạ 500.000. Cái này 29. Mã số 29. 29 cũng là giảo thơm luôn. Cây này mình ghép cũng được 3 chục ghép nha cô chú anh chị. Này nó bị nắng táp này anh chị, mà nó đang kéo nhựa lại ha. Nè anh chị xem nè, kéo nè. Hai bên nó kéo hết trơn anh chị. Cây này hoành là 18. Chiều cao 54. Tàng ngang 60. Rồi cây giảo thơm mã số 29 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000 ha. Dạ tặng một cây giống bất kỳ ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 30. 30. À, chị xem nè, cây em tặng là cây gì anh chị? Góc thì quắn rễ. Ha. Góc quán rễ em ghép đủ loại luôn ha. Thọ hương cẩm thạch nè, rồi thọ hương. Rồi cúc hoa hồng thanh tú với bạch mai đó, với siêu bông Sài Gòn. Thì cái nào cô chú chị nào mình thích cái nào thì nói em tặng cây nhỏ ha. Dạ. Mỗi cây mỗi tặng anh chị. Cô chú chị mình mua 2 cây thì em tặng 2 cây vậy đó. Dạ. Mua mấy cây tặng ông chủ. Chắc mua hết lô quá. Hết lô tặng không được đâu. Đế thì đẹp luôn. Cây này cây giảo chuông nha anh chị. Mã số 30. Ghép 50 ghép nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha.
17 quanh. Dạ. Cái cụ đế này 37. Chiều cao 52. Tàng ngang 58. Rồi cây giảo chuông mã số 30 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 100 ngàn hả anh chị? Dạ, 1 triệu 100 ngàn. Dạ rồi. Mã số 31. 31. 31 là cây giảo cánh tròn nha anh chị ơi. Cây bonsai đế quá đẹp hết cô chú anh chị. Cây giảo cánh tròn anh chị, cái này là cây nói chung là ghép đời đầu ép bột anh chị, bông bông đẹp lắm nha anh chị. Cây này thì mình ghép được 5 chục, ghép thân thì lắc nha cô chú nha. Mã số 31 giảo cánh tròn anh chị. Cái đế nó cũng đẹp đó nha cô chú anh chị. Mã số nôm ha. Dạ rồi em xin. Mấy cái này thì anh chị mình dưỡng tới Tết chơi là ok anh chị. Đây Tết là dư chơi. Cái này hoành là được 13. Chiều cao là được 60. Tàng ngang 52. Rồi mã 31 của giỡn cánh tròn này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 100 ngàn hả anh chị? Dạ, 1 triệu mốt luôn nha quý cô chú. 1 triệu 100 ngàn. Ừ. 32. Dạ rồi. 32 là cây giảo chuông. Cây này kìa. Cây này dáng thú nha anh chị. Thú cổ dài ha. Đó. Thân nó lắc luôn cô chú, mình ghép được nhiều chột ghép ha. Thân đế đẹp luôn ạ. Cây này thì bông thì bao đẹp anh chị. Cây này bông em bao anh chị chơi luôn. 15 quanh. Dạ. Chiều cao 70. Tàng ngang 57. Rồi cây mã số 32, cây giảo chuông này em xin giao lưu với cô chú chị mình là 1 triệu ha. Dạ 1 triệu chẳng luôn nha cô chú anh chị. Mặt bông thì ở những clip trước em có chia sẻ rồi cô chú anh chị ha. Dạ, dạ em đỡ cây luôn ạ. Số mấy rồi? Dạ 33. Này mã số 32. 33. Dạ. Mã 33. Rồi, cái này cây giảo chuông anh chị. Một em chân dài luôn nha cô chú. Cái này đế nôm. À, này hàng này hàng đế là đế bonsai anh chị. Thân lắc luôn nha cô chú anh chị ha. Đế sổ cả gan tay á quý cô chú anh chị. Nó này thay da anh chị. Nó thay da bông da chứ nó không bị mục gì ha. Rồi, cái này hoành này là 14. Dạ. Đế sổ nôm là 19. Chiều cao là 65. Ngang 58. Rồi, 1 triệu anh chị, mã số 33, cây giảo chuông. Dạ, 1 triệu chẳng luôn à. 1 cây tặng 1 cây anh chị. Dạ, rồi. 1 cây giảo chuông tặng 1 cây quắn ghế ghép đủ loại giống ha. Dạ. Rồi. 34. Dạ, 34. 34. Giảo chuông luôn nha anh chị. Cái này ghép 4 bo. Mấy cái bo này lên nha lưu hết trơn rồi cô chú chị nha. Này về anh chị mình cắt đôn mà anh chị. Cắt đôn lại là cho nó ra cứng ta chút ha. Dạ. Này này em thả cho anh chị mình về lấy bo nha anh chị. Chứ nếu mà cắt đôn thì nó ra nó tròn tàn lắm. 16 hoành. Dạ. Chiều cao 64. Tàn ngang 50. Rồi mã số 34 là xin giao lưu với cô chú chị mình 900 ngàn ha. Dạ một cây giảo chuông. Giảo chuông. 900 ngàn. Mã số 34. 35. 35. 35 là giảo chuông luôn. Em này lùng liền hơn xíu cô chú anh chị. Tàn thì ẩm tàn luôn rồi nha. Đế nè. Đế từ 6 bo nha cô chú anh chị. Cây này cũng đế sởm nôm luôn nha. Dạ, rồi em xin số đo luôn à. Rồi, cái này hoành là 14. Chiều cao 57. Tàng ngang 56. Rồi cây giảo chuông mã số 35 xin giao lưu là 950 anh chị. Dạ rồi, 950. 36. 36. 36 là cây giảo chuông luôn. Cái này về mình vô thay vô chỗ bonsai nó là ok nha cô chú chị ha. Giảo chuông này hôm bữa giờ hút hàng anh chị. 46. Bữa giờ em bán đâu được cũng hôm bữa về đâu 50 mấy cây anh chị bán hết này mới về đâu mới anh chị. Dạ rồi cây này đấy cũng rất là ok nha cô chú, em xin số đo luôn nha. Mã số 36. Cái lô này đế quái không chị, hoành 17, chiều cao 57, ngang 50. Rồi cây giảo chuông mã số 36 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 luôn ha. Dạ. 37.
37, cây giảo chuông luôn nha. Dán bonsai luôn ha cô chú. Ừ. Mình ghép 50, 60 ghép cho cô chú. Thân rất đế đẹp luôn ạ. Cây này hoành là 15. Dạ. Chiều cao 60, tàn ngang 61. Rồi 37 cây giảo chuông này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 chị ơi. Dạ rồi, 950. Ừ. Cái lồ này đẹp không chị ơi? Dạ, em đỡ nha. Sao biết anh chị? Mã số 38. Rồi, 38. Chị em hay gì? Hả? 38. 38 cây giáo chuông. Cái này thằng nó quái lắm chị ơi. Cái này lắc 3D luôn nè. À, ghép cũng nhiều chột ghép lắm nha cô chú anh chị. Đế nguyên một bệ luôn ha anh chị. Rồi nó nằm dài luôn nha. Dạ rồi. Rồi, cây này hoành là được 16. Cao 68. Tàn ngang 58. Rồi 1.100.000 anh chị ơi, mã số 38 cây giáo chuông. Dạ. Anh chị xem cái cây này giống nó mạnh lắm nha anh chị. Cái tược nó ra uống luôn. Ừ. Giống chủ. Trời giống được. Rồi, em đổi cây luôn á. 39. Dạ rồi. 39. Cũng một em lùng liền đấy ha cô chú anh chị. Nhưng mà tàn ấm tàn hết trơn nha cô chú. Rồi, giáo chuông luôn. Mình ghép được 8. Cái này đế nè anh chị ơi. Quấu xuống không nha anh chị. Dạ. Cái phô nó già lên cho me thân hết trơn rồi cô chú chị nha. Mã số 39. Giảo chuông. Dạ. Ngáp hoài. Hoành 17. Chiều cao 60. Ngang 62. Rồi mã 39 cái giảo chuông là xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.000.000 nha. Dạ rồi 1.100.000. Rồi tiếp tục mã số 40. Cây 40 này là cây cúc thọ hương cô chị ơi. Dạ dán bonsai luôn ha. Ừ. Cúc thọ hương. Rồi cái này đế nè anh chị. Cái này để bàn là hết sảy luôn nha anh chị. Cúc thọ hương dán bonsai. Rồi. Cái này chín bo nha cô chú anh chị. Đế đẹp quá xá luôn nè. Này để bàn là tới công chuyện luôn. Rồi, cái này hoành là 18. Dạ rồi. Chiều cao 62. Tàn ngang là 60. Rồi 40 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 hả anh chị? Dạ 1.200.000. Cúc thọ hương hàng bonsai anh chị ơi. À. Đế đẹp. Tốt. 41. Rồi. Giảo chuông. Dạ. Cái này ghép được 6 bo. Đa số là những hàng bonsai đế đẹp không nha cô chú chị, chân dài luôn nha. Dạ rồi em xin số đó ha. Rồi, cái này hoành là được 16. Cao 58. Ngang 52. Rồi mã số 41 cây giảo chuông này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950.000. Dạ rồi 950. Hey. 42 là cây giảo Phú Tân nha anh chị. Dạ. Giảo Phú Tân chân dài luôn nha cô chú anh chị. Đó. Giảo Phú Tân ha. Nhân giống được liền luôn. Cái này về lấy bo được rồi nè. Cái này lấy khoảng được cỡ 40 bo hả anh chị. 40 đến 50 bo cái này. Đế nè. Cái này về anh chị mình thay dầu đẹp tí là ok ha. Nói chung là hàng này hàng thần chậu nha anh chị. Về anh chị mình ngưng nước mình thay chậu thoải mái luôn nha. Cái này mình thay vô chậu ống cao nữa là ngon hành đó cô chú. Cái cũ đặt này là 23 chứ. Hoành 15. Đế sổ nôm là 20. Cao 72. Tàn ngang 63. Rồi cây mã số 42 giao Phú Tân là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000. Dạ. 1.200.000 luôn quý cô chú anh chị ha. 43. 43 là nguyên con thú luôn. Cúc thọ hương. Dạ. Nguyên con thú cái cúc thọ hương luôn hả anh chị. Đó, nè. Nó mảnh đầu luôn nha. Như kỳ lân vậy anh chị. Cây này ghép 2, 4, 6, 7 bo. 8 bo luôn anh chị. Ghép 8 bo nha. Tàn ấm tàn nha quý cô chú. Cái này chưa ấm đôn nha anh chị. Về mình đôn nha. Ừ. Dạ. Dưỡng đôn là Tết là cứ ngắt tàn luôn nha anh chị. Cái này thôi để bàn là đủ chơi rồi.
Tổng cũ đế đặt này là 35, hoành là 16, chiều cao là 66, ngang 73. Rồi, cây thọ hương mã số 43 xin giao lưu lần triệu 2 anh chị. Dạ, 1,2 triệu nha quý cô chú. 43 hả? 44. Mã số 44, dạo Phú Tân. Có một bông gió luôn nha cô chú anh chị. Ừ, dạo Phú Tân nha anh chị. Cái này mình ghép được 6 bo nha cô chú anh chị ha. Thân thì lắc, đế đẹp luôn ạ. Đế nè, đế nhìn nó như nguyên cái con gì? Lết luôn. Gì cổ dài, khủng long cổ dài hả? Không phải con hôn rồi đó. Rồi, em xin số lô nha. 12 hoành. Chiều cao 56. Tà ngang 60. Rồi, mã số 44. Cây dạo Phú Tân là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 ngàn. Dạ, yeah, 950 nha cô chú anh chị dạo Phú Tân. 45. Rồi, cây dạo chuông. Rồi, cây này cũng là đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mình ghép được 5 bo. Lô này dạ, cũng còn có 6 bo nha cô chú anh chị. Dạo chuông với Phú Tân đế đẹp này cũng còn có đâu ba mấy cây nó hết hết chiến này anh chị. Dạ. Chiến trước cũng hết rồi, còn cái chiến này còn là hai mấy cây hết ha. Cái nồi đế này là 52. Cây này hoành là được 19. Chiều cao 60. Tà ngang 62. Cây dẫu chuông mã số 45 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu chẳng luôn cô chú anh chị, một cây dẫu chuông. Dạ, mã số 46. 46, dạo chuông luôn. Rồi, em này dán rất là khéo nha cô chú anh chị. À, cây dạo chuông. Thân thì lắc lượng cô chú anh chị nha, tàn ấm luôn rồi. À, cây này đế cứng chậu luôn nha cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin xin ha. Rồi, này hoành là được 18. Chiều cao 39. Ngang 55. Rồi mã số 46, cây dạo chuông này xin giao lưu cô chú chị mình là 950. Dạ, 950 nha cô chú anh chị. Mã số 47. Dạ, 47. Dạo chuông đi nôm. 2, 4, 6 bò nha cô chú anh chị. Cây nào cũng đế đẹp hết trơn cô chú chị ha. Rồi, bữa nay anh chàng tiễn chân dài không nha cô chú anh chị. Em xin số ra luôn nha. Quá chân dài, tiễn chân dài ra sao vậy? Hoành 16. Đế sổ nôm 19. Chiều cao là 59. Tà ngang 58. Rồi, mã số 47, cây dở chuông. Chân dài này xin giao lưu lần triệu. Dạ. Mã số 48. 48. 48 là cây dở thơm. Vậy là con cây dẻo thơm này coi còn cây còn cây nhất anh chị, hôm bữa về 6 cây bán hết trơn ha. Thì mình cắt mặt bông luôn ha. Còn một cây duy nhất nè, cây dẻo thơm nè. Cái này bông bông nó từ 8 đến 12 cánh anh chị, mà thơm lắm, thơm ha. Nè, nhị dài nha anh chị. Đó. 8 bo nha cô chú ha. Dẻo thơm. Mã số 48. Cây hoành này là 21. Dạ. Chiều cao 68. Ngang 67. Cây dạo thơm mã số 48 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình 950 hả anh chị? Dạ, 950 nghìn. 49. Cây dạo thơm. Ê, lộn, cây dạo chuông. Dạ. Thơm hoài còn cây. Dạo chuông nha anh chị. 46 bo nha cô chú anh chị ha. Cây này dáng nó hơi bay bay anh chị ơi. Ừ, có đuôi luôn nè. Cái đuôi này cũng ghép rồi luôn. Ghép dạo chuông luôn. Cái này hoành là được 17. Chiều cao là 55. Ngang 56. Rồi mã số 49 cây dạo chuông này xin giao lưu cô chú chị mình là 800 ngàn. Dạ rồi, 800 ngàn. Mã số 50. 50. 50 là một em dạo chuông. Dạo chuông. Cái này về có bông anh chị. Đó. Đúng. Cái này mình ghép được 2 46 ghép
Đá đẹp hả cô chú? Mày có hai cái trứng nè, hai cái trứng ha. Đây là cái trứng nè. À, bên đây là cái trứng nữa. Đó, là hai được hai cái trứng anh chị. Hai cái trứng bên sườn sườn. À, hai cái trứng nằm hai bên. Rồi. Ôi, tao quá ngại. Cái này hoành là được 14. Anh hài phá cửa quá. Chiều cao 59. Tàn ngang 60. Rồi cây giảo chuông mã số 50. Đó, xin giao lưu với cô chú anh chị mình làm 1 triệu nha. Dạ 1 triệu. Trắng. 1 triệu trắng. Trứng thì trứng không là bán 1 triệu anh chị ơi. Rồi, mã số 50 là mã cuối cùng clip này. Clip nhà em nè anh chị. Thì hôm nay là clip là lên 25 cây. Thì em sẽ tặng 25 cây con hả anh chị. Cây nhỏ nè, quán rễ nè, ghép. Dạ. Tùy theo anh chị mình lựa ha. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rồi. Em xin chào, hẹn lại. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị.